là một ngày đẹp trời để chúng ta có thể cùng nhau đi tô màu. Và để tô màu cho đẹp nhất thì các bạn hãy cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thể thêm động lực ra video nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô màu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Thơm nhỉ. Ghê vậy. Này. Cái đủ mà. Ô, nó trượt, đủ mà. Xin chào các bạn, ngày hôm nay là một ngày đẹp trời để chúng ta có thể cùng nhau đi tô màu. Và để tô màu cho đẹp nhất thì các bạn hãy cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thể thêm động lực ra video nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô màu nào.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu hỏi nha các bạn. Gì đây? Mặc vào, đeo vào, đeo vào. Mix đi. Mình cơm màu xong nha các bạn.